Xin chào quý anh chị các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay em sẽ làm video để giới thiệu cho anh chị một chiếc xe Toyota Ray màu đen đã được lên phụ kiện và đăng ký đăng kiểm xong, chuẩn bị bàn giao cho khách hàng. Thì hôm nay thì em sẽ lên video để giới thiệu cho anh chị về nội ngoại thất chiếc xe này, chính sách bán hàng cũng như là các cái trang thiết bị đang được trang bị ở trên cái dòng xe này ở thời điểm tháng 12 năm 2022 này, để cho các anh chị có nhu cầu lấy xe đi trước Tết. Toyota Ray bên em thì được phân phối thị trường Việt Nam với duy nhất một phiên bản với động cơ là 1.0 turbo, với các lựa chọn màu sắc là màu đen, màu đỏ, màu trắng ngọc trai và các cái màu tương phản như là đỏ nóc đen, xanh nóc đen, vàng nóc đen và trắng nóc đen. Thì đối với cái màu xe là màu đen như ở trên video này thì giá xe sẽ là 547 triệu, còn những cái màu đen và màu đỏ sẽ là 547 triệu, và cái màu hai màu trắng ngọc trai và màu tương phản thì sẽ có giá là 555 triệu, cao hơn 8 triệu so với màu trắng và màu đỏ. Với cái giá này ở thời điểm tháng 12 năm 2022 này thì sẽ lăn bánh khoảng bao nhiêu tiền? Với màu đen thì sẽ giá niêm yết là 547 triệu, tương đương với giá ra biển sẽ khoảng tầm 606 triệu là anh chị có thể lăn bánh được chiếc xe này ra ngoài đường rồi. Còn ngoài ra, nếu anh chị có nhu cầu trả góp thì anh chị chỉ cần chuẩn bị tối thiểu giúp em là khoảng 180 triệu là có thể lăn bánh chiếc xe này rồi. Còn màu trắng ngọc trai hoặc là các màu tương phản thì anh chị cộng cho em 8 triệu. Đầu tiên thì vừa rồi em đã giới thiệu cho anh chị về cái màu sắc, về giá cả, giá lăn bánh cũng như là số tiền để trả góp. Bây giờ em sẽ giới thiệu cho anh chị một vòng xung quanh xe và giới thiệu cho anh chị ở chiếc xe này có những cái gì hay ho và đã được lên những phụ kiện nào. Chiếc xe này thì chiều dài khoảng tầm 4 mét, gầm cao thì nó phù hợp với vận hành trong đô thị và dành cho các anh chị nào mà thích gầm cao, máy nhỏ, đi trong đô thị dễ dàng, không lo ngập nước rồi thủy kích các thứ. Đây thì vừa rồi em đi một vòng xung quanh xe. Từ phần đầu xe em sẽ giới thiệu cho anh chị, thứ nhất là cụm đèn thì sẽ được trang bị là cụm đèn full led chia khoang phản xạ đa hướng, còn bên dưới này sẽ là cụm cảm biến trước này, rồi đèn ban ngày và cái đèn sương mù. Còn ở giữa logo bên dưới này thì được trang bị đây là camera trong hệ thống camera 60 lắp thêm, anh chị lưu ý giúp em đây là camera lắp thêm nhé. Còn xi nhan của dòng này sẽ là xi nhan dạng LED đuổi. Em sẽ bật lên cho anh chị xem là cái xi nhan này nó sẽ như thế nào. Đây là xi nhan của xe theo dạng LED đuổi hai bên. Hơi sáng, ngược sáng một chút nên là anh chị có thể là hơi khó nhìn. Còn ở phần thân xe được trang bị là lốp phay xước thể thao gầm cao và có kích thước là 17 inch. Đây, trang bị turbo 1.0 turbo. Và đây cũng là một cái cam, mắt cam ở trên gương trong hệ thống camera 60 lắp thêm. Mức tiêu thụ nhiên liệu của dòng xe là chỉ có 6,61 lít trên 100 cây được hỗn hợp. Phần đuôi xe thì cũng được trang bị là đèn full LED với hai cảm biến sau. Một cái đặc biệt của dòng xe này thì cốp nó sẽ được phân thành hai tầng để anh chị dễ dàng chở đồ hoặc là chở hành lý, hoặc là muốn nếu mà có tùy chọn về muốn cốp phẳng so với cái khi mà gặp hàng ghế thứ hai thì cũng được. Đây em sẽ giới thiệu cho anh chị về cái nội thất của xe. Xe này thì đã được lắp gì? Thì từ bên ngoài là xe đã được dán phim cách nhiệt, nên anh chị sẽ thấy là cái phim nó màu đen như thế này. Phim cách nhiệt bảo hành 10 năm. Ngoài ra thì camera 60 này, ở phần trong xe thì có gì? Trong xe thì đã được lắp một hệ thống, thứ nhất đây là cảm biến áp suất lốp này. Anh chị nào mà vận hành xe lần đầu tiên có thể là chưa quen với cái cảm nhận khi lốp bị non, hay là khi mà kiểm tra hay không, chưa có thói quen kiểm tra lốp.
Ngoài ra có một cái trang bị nữa đáng giá trên cái xe này là bên em đã lắp thêm cho khách hàng là hệ thống cam 360 để giúp anh chị hỗ trợ anh chị lái xe nó được an toàn hơn. Như anh chị thấy cam 360 lắp xung quanh xe và được tích hợp luôn trên màn hình zin. Anh chị lưu ý giúp em đây là màn hình zin của xe. Có các rất nhiều chế độ. Đây là cũng là một cái núm núm chỉnh các chế độ của xe. Anh chị nhìn nhé, em sẽ chỉnh các cái chế độ của xe, các góc nhìn phía trước này, giả lập góc nhìn, xoay được nhìn xung quanh xe luôn, rất là hay. Mô phỏng xe đang chuyển động. Còn thêm một lần nữa chuyển góc nhìn từ trên xuống, một lần nữa sẽ là nhìn từ trên xuống kết hợp với cả cam cam phía trước. Xoay này anh chị có thể thay đổi góc nhìn này, rất là trực quan cho anh chị có thể là dừng đỗ xe. Ngoài ra thì dòng xe này được trang bị là rất nhiều tính năng như là cảnh báo điểm mù trên gương, rồi điều hòa tự động này, màn hình thì màn hình đa thông tin 7 inch, có rất nhiều cái chế độ hiển thị cho anh chị. Và ngoài ra thì các cái tiện ích theo như là cụp gương tự động này, rồi cái giá để cốc này, hay là khay để giày, đều rất là nhiều trang bị. Và đặc biệt là dòng xe này chỉ có dài có 4 mét thôi, tuy nhiên là cái khoảng sử dụng, diện tích sử dụng của xe thì lại rất là lớn. Em sẽ xuống hàng ghế thứ hai để giới thiệu cho anh chị, để chị xem được cái nội thất của nó. Hàng ghế thứ hai, ghế thì được trang bị là dạng ghế nỉ pha với da. Có vẻ là ánh sáng chưa được tốt cho lắm. Ok rồi, đây em sẽ quay một vòng nội thất cho anh chị. Xe thì được nhập khẩu nguyên chiếc, các cái chi tiết gia công của nó sẽ rất là ok, rất chắc chắn. Vâng, và vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về cái thông tin về xe, giá lăn bánh, về trả góp, cũng như là giới thiệu cho anh chị về các cái tính năng cũng như là chiếc xe này được lắp những gì trước khi bàn giao xe cho khách hàng. Thì em xin phép là làm video nhanh trước khi giao xe để anh chị nắm được sơ bộ về chiếc xe Tuftarei này. Anh chị cần thêm thông tin gì về xe, lịch xe, giá xe và muốn lấy xe trước Tết để đi thì liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình. Em sẽ xin phép hẹn anh chị ở video tiếp theo. Bây giờ em sẽ giao xe cho khách hàng này. Xin chào và hẹn gặp lại.